thầy lên thấy lạ, thấy không có ai làm bàn thờ, thì mỗi nhà em đặt bàn thờ cái rồi. Trong nhà của cha mẹ Tiết Hoàng Ca Rễ thì đã có bàn thờ di ảnh của Tí Hon Ca Rễ nhà mình. Thầy Cương lên trên này thì khi mà thấy trong ngôi nhà của cha mẹ Tí Hon Ca Rễ có đặt cái bàn thờ để mà thờ Ca Rễ, thế thì thầy Cương rất là vui mừng, bởi vì đây là vấn đề mà thầy rất là băn khoăn lâu nay. Bởi vì rằng là phong tục của người đồng bào Ha-re thì rằng khi mà mất đi thì sẽ không có thờ phụng ở trong nhà, không có đặt di ảnh giống như người Kinh. Tuy nhiên thì cha mẹ của Tí Hon Ca Rễ thì lại quyết định theo cái cách của thầy Cương, theo cái cách của người đồng bào Kinh mình, là ngoài cái việc là để cho thầy Cương xây mộ cho em, thì cũng đã quyết định tự lập một cái bàn thờ để mà thờ Ca Rễ ngay trong ngôi nhà của mình. Và người dân ở đây thì cũng đã viếng nhang cho Ca Rễ. Lâu nay thì hầu như là nhang thì trong đồng bào Ha-re thì thường người ta không có dùng, không có thắp nhang lên mộ hay thắp nhang trên bàn thờ, bởi vì người ta cũng làm bàn thờ luôn. Thì khi mà Ca Rễ mất đi thì đây có lẽ là lần đầu tiên họ thắp nhang đấy, theo cách của thầy Cương. Trong số gần 40 hộ dân ở làng Gò Gia, quê hương của Tí Hon Ca Rễ, thì ngôi nhà của anh An và chồng anh An, ngôi nhà của cha mẹ Tí Hon Ca Rễ là ngôi nhà đầu tiên và cũng là ngôi nhà duy nhất mà thờ phụng người thân của mình. Khi mà cha mẹ Ca Rễ đã thờ Tí Hon Ca Rễ, hôm nay thì các cụ già khi mà thầy Cương lên làng thì rất là vui mừng. Và đây là chén rượu mà một cái già làng ở làng Ca Rễ mời thầy Cương gọi là uống làm phép theo tập tục của bà con ở trên này. Khi gặp nhau trên này thì phải mời rượu để làm phép gặp nhau. Nói chung là đây là tập tục của bà con cũng rất là đặc biệt. Đấy, cái bức ảnh của Tí Hon Ca Rễ cho mình là được anh An chọn, và em thì rất tươi xinh luôn. Hai tiên tay thì cầm một cái chén cương ở trường học á. Và ngay sau đây thì thầy Cương cũng đã có tâm sự chia sẻ với lại anh An khi mà gia đình anh đã thờ Ca Rễ. Thầy lên thấy lạ, thấy không có ai làm bàn thờ, thì mỗi nhà em đặt bàn thờ cái rồi. Nghĩ là mình muốn là mình thấy là mình đi, mình thấy họ cũng có là một số gia đình người mắc đó. Kinh hả? Người Kinh có vậy, dân tộc có con vậy, thì em là phải hiểu cái điều đó. Em phải làm thử. Có khi nào mà nghĩ là Ca Rễ nó thành người Kinh được không? Nó ở với thầy Cương nó thành người Kinh được không? Thành người Kinh chứ, cái đó. Nó bây giờ gần nửa cuộc đời nó ở với thầy Cương thôi, thì mình cứ làm như vậy. Sau này là mình thắp nhang ở đây thôi. Còn ngoài mộ đấy là mình không được đem cái gì ra nữa. Khi thầy làm xây mộ xong ấy, thì ra thắp nhang thôi, đĩa trái cây thôi là xong. Đấy, không được đem cái gì ra nữa. Đấy. Biết rồi. Còn sau này mình muốn thờ cúng thì mình cúng đây. Cái ảnh thờ đó kia ở đâu mà anh có đó? À, thờ Ca Rễ đó. Em xuống dưới từ đét lâu đó. Chọn ảnh đó, anh chọn hay là ai chọn? Trên mạng. Em vừa chọn cho họ nói là lấy cái hình này đẹp được này. Thành bận tiếng cơm hả? Hình thì thầy có rất nhiều. Nhưng mà hôm nào đấy, hình Ca Rễ ngoài mộ đấy thầy khắc vào trong cái bia đá luôn, khắc vào trong đá luôn, là không phai luôn đấy. Hôm nay mới hiểu rõ đó là phong tục ở đây thì họ không thờ cúng trong nhà, không lập bàn thờ, nhưng quá trình cha Ca Rễ xuống đấy tiếp xúc nhiều nơi, thế mà họ người Kinh họ làm như vậy thì mình làm thử xem có sao không. Và chắc chắn là không sao. Và mình dần dần đấy là mình làm theo
là mình làm theo kiểu này chứ mình không nên mang tất cả mọi cái mà mình đem ra ngoài mộ mình rút hết vào trong đấy, là thầy thấy là không nên. Ở bữa trước thầy cũng muốn là không được, được bỏ cái gì vào xuống dưới. Hôm nay thầy lại đem tivi tiếp. Được rồi, thôi thầy cái tivi thôi, mày làm rồi thôi, thầy không có ý kiến gì. Nên lần sau là không được chia cái gì nữa, mà một nén nhang là được rồi, là tấm lòng thành của mình như vậy là tốt rồi. Đấy. Như vậy thì nay hai cái được mà thầy Cương rất là vui. Thứ nhất là thắp nhang cho cà rễ này, thứ hai là anh thờ cà rễ trong nhà. Cái điều mà thầy băn khoăn nhất á, không những thầy mà có rất nhiều anh chị. Ý là nếu cái buổi đó là đúng ngày nào mình thắp nhang là mình thắp nhang tên nhà có cũng được, mà mình lên trong một nó có con cũng được. Sau này đấy là một năm đấy, một năm hoặc là có khi nào mà có người làng chết ấy. Thì mình đi theo đấy là ra mình thắp nén nhang là được rồi, chứ không cần phải mang cái gì. Đúng rồi. Đó là phong tục người Kinh, và không được mang cái gì ra ngoài mà để. Thầy thấy là để cái gì cũng để vào hết ở trong đấy, bánh kẹo cũng lột ra để trong đấy, không nên. Đấy, ví dụ mình về đây con chuột nó vào nó phá. Thế là thấy anh cũng tiếp cận nhanh cái câu chuyện mà theo cái phong tục thắp nhang rồi thờ bằng thờ, đúng không? Đúng là hôm nay lên thấy rất bất ngờ, bởi vì là mình cứ nghĩ là thôi thế là xong rồi đấy, nhưng mà hôm nay lên thấy thứ nhất là bà con đến rất đông đủ. Bữa trước thì không có chuẩn bị nhang, mà bữa nay nhang là người nào cũng cắm nhang, và đấy là tỏ lòng thành, và cũng lập cái bàn thờ ở nhà đấy, là cũng thấy tương đối là nó dần dần thành cái văn hóa của người Việt Nam rồi. Bà con dân làng thì cũng có mặt rất là đông đủ trong nhà vợ chồng của anh em, cha mẹ của Tiết Hồng Cà Rễ trong ngày hôm nay. Vừa rồi thì bà con cũng đã ra mộ viếng cà rễ, bởi vì là đối với người đồng bào Hơ Rê thì khi mà người mất đi thì cái năm mất đầu tiên, cái Tết đầu tiên thì bà con dân làng sẽ đi ra mộ, thăm mộ, cúng nhớ người thân của mình để mà gọi là báo cho mọi người biết rằng cho cái người thân của mình đã mất á, thì năm cũ đã sắp hết, năm mới sắp đến, và cũng để là tỏ lòng nhớ thương với người thân mình đã mất. Tuy nhiên thì chỉ là một năm đầu tiên thôi, và những năm sau đó thì sẽ không còn cái tục là cúng cuối năm, cúng nhớ người đã khuất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.